chào quý vị. Mời quý vị đến với nội dung chuyên mục Thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4 tại thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự chương trình có 163 đại biểu là các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thân nhân của các gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lẫy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu. Vào 17 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng được bộ đội ta phất tung bay trên nóc hầm chỉ huy của Pháp tại Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tại buổi lễ, các cựu chiến binh đã ôn lại một thời chiến đấu gian khổ, ác liệt, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn, buồn non. Suốt 56 ngày đêm cùng quân dân cả nước làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Mỗi câu chuyện được các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong buổi gặp mặt, tri ân là những ký ức hào hùng luôn in đậm trong tâm trí khi gợi nhớ về những đồng đội, về những năm tháng chiến tranh gian khổ mà vẻ vang. Với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp tại tỉnh Hà Tĩnh đã hình thành nhiều khu du lịch thu hút du khách mỗi khi mùa hè đến. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, các khu du lịch tại Hà Tĩnh đã khẩn trương đầu tư nâng cấp để sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa hè năm 2024. Tại khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, việc chỉnh trang cải tạo cơ sở hạ tầng tại khu vực quảng trường trung tâm đang được khẩn trương tiến hành. Sau khi nâng cấp mở rộng, khu vực này sẽ có diện tích gần 11.000 m2. Cùng với đó, hệ thống các khách sạn, cơ sở lưu trú tại đây cũng được đầu tư đồng bộ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách. Truy tu bảo dưỡng về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị để đạt tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Thứ hai là khách sạn tập trung vào công tác đào tạo, tay nghề cho nhân viên để đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Chỉnh trang về cảnh quan, môi trường, xây dựng các điểm check-in, xây dựng điểm ẩm thực đêm tại khu vực Xuân Thành để thu hút khách ngày càng đông hơn. Và đặc biệt có thành lập các cơ quan ban ngành, các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn tại khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, năm nay cũng đã có nhiều thay đổi để phục vụ du khách. Hiện tại các kiosk kinh doanh ăn uống trước mặt tiền bờ biển đã được di dời, nhưng lại không gian cho các hoạt động du lịch biển. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ đang được gấp rút hoàn thành. Các khách sạn nhà nghỉ đã đi vào đầu tư chỉnh trang lưu trú rồi là chỉnh trang khuôn viên để đảm bảo cái cảnh quan trong khu du lịch, quy hoạch lại các cái hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí cũng như các cái dịch vụ thiết yếu để phục vụ cho du lịch là một cách quy mô bài bản. Hà Tĩnh có bờ biển dài 137 km với nhiều bãi tắm đẹp hấp dẫn như Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót, Kỳ Xuân, là điểm đầu của tuyến du lịch con đường di sản miền Trung. Năm 2024, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 4 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, trong những ngày cuối tuần này, hàng trăm đồng bào dân tộc Mông, Dao, Xá Phó, Tày, Giấy đang hội tụ tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, tái hiện những nét văn hóa độc đáo của một Sapa thu nhỏ giữa lòng thủ đô. Đây là chương trình do Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch của thành phố trong sương, đậm đà sắc màu văn hóa tới đông đảo người dân và du khách. Vũ điệu dưới trăng đã giới thiệu những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Sapa. Không có lời bình, chương trình là sự thể hiện của gần 200 diễn viên không chuyên là nghệ nhân, đồng bào Mông, Dao, Xá Phó, Tày, Giấy. Còn đây là không gian văn hóa tái hiện chợ tình Sapa, một nét sinh hoạt vô cùng độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc vốn được diễn ra đều đặn vào mỗi ngày thứ Bảy, nơi mà các chàng trai cô gái hẹn hò giao duyên trong những điệu dân ca, dân vũ đầy sắc màu núi rừng. Hàng trăm người dân và du khách trong nước quốc tế rất hào hứng khi đến với chương trình Ngày hội văn hóa du lịch Sapa tại Hà Nội đang diễn ra.
tuyệt vời. Đây là hoạt động vô cùng độc đáo mà tôi có cơ hội tham gia tại Hà Nội. Nó rất khác biệt với những nơi tôi đã ghé thăm. Cha con tôi sẽ đến Sapa trong một vài ngày nữa và tôi nghĩ sẽ có nhiều điều hấp dẫn khác chờ đợi chúng tôi ở đó. Mình rất cảm thấy phiên chợ tình rất là ấm cúng và có nhiều những điều thú vị ở phiên chợ tình, và mình sẽ mong muốn có dịp gần nhất để đi lên Sapa. Mỗi góc nhỏ trong không gian ngày hội văn hóa du lịch Sapa tại Hà Nội đều mang tới những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cho du khách. Với những ai đã đến với thành phố nhỏ thì không gian này cũng không khác là bao nhiêu. Khi mà đến với cả sự kiện này thì gia đình tôi cũng cảm thấy rất là vui và cũng cảm thấy đây là một sự kiện được tổ chức rất là công phu, giúp cho người dân ở thủ đô cũng có thể cảm nhận được ngay trong lòng thủ đô Hà Nội cũng có những cái không khí và nét văn hóa giống như mình đang đi du lịch ở Sapa vậy. Chúng tôi kỳ vọng rằng là thông qua ngày hội văn hóa du lịch Sapa tại Hà Nội lần này sẽ tiếp tục lan tỏa những cái bản sắc văn hóa của các dân tộc Sapa đến với gần hơn với lại du khách trong nước và quốc tế. Và qua đây chúng tôi cũng xem như là một mục tiêu để gìn giữ và bảo tồn các cái nét văn hóa truyền thống, làm thêm cái niềm tự hào của các dân tộc Sapa về truyền thống văn hóa của mình. Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, Ngày hội Văn hóa Du lịch Sapa tại Hà Nội như một lời mời gọi du khách đến Sapa để cảm nhận, khám phá và yêu thêm đất và người cùng những nét văn hóa lâu đời của mảnh đất, nơi gặp gỡ đất trời. Khu du lịch quốc gia Sapa đặt mục tiêu thu hút 6 triệu lượt du khách trong năm 2025 và 11 triệu lượt khách vào năm 2030. Thưa quý vị, Nậm Cắn là cửa khẩu quốc tế duy nhất ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tại đây không đáp ứng được yêu cầu, thường xuyên trong tình trạng quá tải. Xe trọng tải lớn xếp hàng dài chờ thông quan xảy ra thường xuyên, không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là trong những ngày sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và là cửa ngõ giao thương hội nhập. Thế nhưng hiện nay, do cơ sở hạ tầng chật hẹp, trang bị máy móc phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu đã cũ và xuống cấp, trong khi lưu lượng phương tiện xuất nhập cảnh lớn, nhất là dịp cao điểm, khiến tình trạng quá tải xảy ra thường xuyên. Không có bến bãi đỗ xe trong khu vực cửa khẩu, buộc các phương tiện phải dừng đỗ ngay trên quốc lộ 7. Thế nhưng, quốc lộ 7 có nhiều đoạn cua gấp, nhưng chỉ có 2 làn xe, rộng chưa đến 8 mét, lề đường lại hẹp. Một số đoạn xảy ra sạt lở nên ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, nhất là thời điểm có sương mù, tầm nhìn hạn chế. Đại diện trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, trước đây mỗi ngày chỉ có từ 120 đến 150 lượt phương tiện thông quan, nhưng năm nay số lượng đã tăng lên gấp đôi, từ 250 đến 300 lượt phương tiện mỗi ngày. Tình trạng ùn tắc do đó cũng diễn ra hàng ngày. Dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục xuất nhập cảnh, để giải quyết tình trạng ách tắc tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tháng 10 năm 2023, tỉnh Siêng Khoảng, Lào và tỉnh Nghệ An, Việt Nam đã tổ chức hội nghị và thống nhất đề nghị lên cấp có thẩm quyền của mỗi bên sớm triển khai khảo sát bổ sung quy hoạch mới khu vực cửa khẩu theo hướng mở rộng tối đa phạm vi khu vực cửa khẩu, mở rộng khu vực chợ biên giới, đồng thời sớm đầu tư nâng cấp quốc lộ hai phía cửa khẩu nhằm bảo đảm giao thông thuận lợi. Tại Gia Lai, tình trạng đuối nước ở trẻ em, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang trở thành vấn đề nhức nhối. Số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho thấy, chỉ trong 3 tháng qua đã có 8 vụ đuối nước thương tâm xảy ra, cướp đi sinh mạng của 12 trẻ em, trong đó có đến 10 em là người dân tộc thiểu số. Một trong những vụ đuối nước đau lòng xảy ra vào chiều ngày 29 tháng 3 tại hồ Ia Hùng ở xã Gào, thành phố Pleiku, khiến ba bé gái sinh năm 2012 và 2013 tử vong. Sự việc xảy ra khi nạn nhân cùng một nhóm trẻ địa phương ra hồ nước để chơi nhưng không may bị sảy chân ngã xuống vùng nước sâu. Nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước đã được chỉ ra như thiếu sân chơi an toàn cho trẻ, hệ thống sông suối ao hồ lại dày đặc, cùng với sự chủ quan của các bậc phụ huynh trong việc giám sát con trẻ. Điều quan trọng hơn cả là nhận thức về phòng chống đuối nước cho trẻ còn hạn chế. Nhiều gia đình chưa quan tâm huấn luyện kỹ năng bơi lội cho con trẻ. Không chỉ riêng Gia Lai, vấn nạn đuối nước ở trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang là một vấn đề nhức nhối tại các tỉnh Tây Nguyên, cần được quan tâm và giải quyết triệt để. Việc đầu tiên là cần trang bị cho các em những kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh cho các em trong mùa nắng nóng và dịp hè sắp tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chúng tôi xin cảm ơn bà Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng chương mục. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.